Hello, xin chào tất cả mọi người. Là mình Support Hùng đây. Và đã lâu lắm rồi thì Hùng không có một chương trình khuyến mãi giày cầu lông đủ hấp dẫn gửi đến mọi người. Và hôm nay thì Hùng có tin vui dành cho mọi người. Một mẫu giày cực kỳ ngon, một mẫu giày rất hot, mẫu giày bán chạy nhất của shop Hùng trong năm 2021. Và cũng là mẫu giày được nhiều khách hàng đánh giá tốt nhất. Và đảm bảo rằng các bạn mua giày thì các bạn chắc chắn sẽ ưng. Và hôm nay nó có một mức giá khuyến mãi cực kỳ tốt. Tuy nhiên thì số lượng rất là có hạn, bởi vậy mà anh em nào mà đang có nhu cầu mua giày thì phải ngay lập tức nhanh chóng nhắn tin cho Hùng, bởi vì bạn sẽ không có cơ hội thứ hai đâu ạ. Bình thường thì mẫu giày đó Hùng khuyến mãi nó cũng tương đối, mức giá tương đối là tốt, nhưng mà lần này thì mức giá phải nói là cực kỳ tốt, tốt nhất từ khi mẫu giày này ra mắt. Bình thường gần như là không khuyến mãi nhiều mà giày đã hết rồi, và bây giờ được khuyến mãi nhiều thì mọi người sẽ đủ biết là mẫu giày này sẽ nhanh chóng bốc hơi như thế nào. Không nói nhiều nữa và chúng ta sẽ đi đến với mẫu giày của ngày hôm nay ngay lập tức ạ. Hùng sẽ giới thiệu với mọi người mẫu giày nam, một mẫu giày nam và một mẫu giày nữ. Ok, xin giới thiệu với mọi người mẫu giày của năm 2021, mẫu giày hot nhất của shop Hùng. Mẫu giày Linen AITQ AITR011 AITR011. Mẫu giày này có mức giá gốc, nó khi nó mới ra mắt đó là 499 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 1.700.000 đến 1.750.000 tiền Việt. Hiện tại thì mẫu giày này đang được bán với giá thị trường tại Việt Nam với mức giá là 1.250.000. Và khuyến mãi hôm nay Hùng muốn dành cho mọi người đó là 950.000. 950.000 miễn phí ship toàn quốc, tặng kèm hai quần cán chống trơn và một móc khóa cầu lông lưu niệm. Và đảm bảo đây là mức giá tốt nhất. Và nếu mọi người không mua nhanh thì chắc chắn là hết. Hùng sẽ không cần giới thiệu gì nhiều. Tại thời điểm Hùng làm video này thì mẫu giày vừa mới về hôm qua thì hôm nay Hùng đã bán được hơn chục đôi rồi. Đó, thì bây giờ Hùng sẽ xin phép mở hộp ra và giới thiệu đến mọi người. Giới thiệu chân trái đi bởi vì nó có mã code. Ok, xin giới thiệu đến mọi người. Mẫu giày Linen AIT. Đây rồi, lấy nét nó một chút. Mẫu giày Linen AITR011. Đây một mẫu giày tầm, có thể nói là tầm cao. Ở trên tầm này còn có giày cao cấp nữa. Mẫu giày với màu sắc rất là nhã nhặn, màu vàng kết hợp màu trắng. Kiểu dáng thì rất là đẹp. Mẫu giày này đi ôm chân tương đối, cũng không quá ôm, nên là anh em nào chân hơi bè một chút thì cũng hoàn toàn có thể đi được. Mẫu giày này thì phù hợp với cả nền sân bê tông, sân gạch cũng như là sân thảm, phù hợp với mọi nền sân. Đây là mẫu giày thuộc dòng Light TD, nên là nó có trọng lượng cũng tương đối là nhẹ và thoáng, đi cũng rất thoáng chân. Chúng ta đi chi tiết về mẫu giày. Đầu tiên về dòng đế, đế được làm bằng cao su đồng màu. Đây cũng là chất liệu, nó là chất liệu cao su chống mài mòn đấy nha mọi người, nhưng mà nó được hãng họ dùng công nghệ gì đó họ sơn cái màu lên như này, trông nó rất là đặc biệt, với khả năng chống mài mòn rất là tốt nhá. Tiếp theo nữa là miếng nhựa đây và nhựa đây. Đây chính là công nghệ ổn định, giúp ổn định mặt đế, có tên là ProBalock. Nó giúp chống xoắn giày theo mọi hướng để giúp giữ chúng ta ổn định và chắc chắn khi di chuyển, cũng như là hỗ trợ một phần cho giảm chấn và hỗ trợ tạo được đàn hồi khi mà chúng ta bật lên. Đó. Tiếp theo là về chất liệu của đôi giày này. Đôi giày sử dụng chất liệu lưới dệt kết hợp với da, đa phần là lưới dệt. Mọi người có thể thấy đây, sợi lưới dệt rất là không bị sờn, không bị xước nha mọi người, rất là chắc chắn và rất là mềm mại, thoáng khí. Nó cũng giúp cho đôi giày có trọng lượng giảm đi, khiến đôi giày nhẹ hơn. Biểu tượng Linen được in bằng da và in nhiệt lên trên này. Đấy, và đây một lớp da, một lớp da bóng màu xám được ép nhiệt lên. Đó, để tăng cái lớp da này nó ép lên đây là để tăng độ bền ở phần má này. Ngoài ra phần má trong này thì nó ngoài một lớp da như má bên kia, nó còn có một lớp gọi là lớp giống, vừa giống nhựa vừa giống cao su mọi người ạ. Đấy thì nó hơi cứng. Đấy thì nó giúp giữ form, cũng như là nó tác dụng chính nó là chống mòn phần má bên này, bởi vì khi chúng ta di chuyển
thì má chân chúng ta sẽ hay bị dê và ảnh hưởng đến giày rất nhiều. Nếu nó không có lớp này thì rất dễ đến việc khi mà ma sát, khi chúng ta dướn với cầu và khi ma sát với nền sân thì rất dễ có thể dẫn đến thủng giày hoặc là bị xước, rách giày. Đấy thì cái lớp nhựa này nó giúp bảo vệ giày rất là tốt. Đấy, lưới rất là lưới kiểu lưới dệt và kiểu sợi giống kiểu sợi cước ấy, rất là chắc chắn. Đấy. Đôi giày này thì Hùng không cần phải giới thiệu nhiều nữa. Bình thường bán giá 1020 và ship 40k, tổng là 1060, đã chạy không còn hàng để bán. Và rất rất lâu rồi, bây giờ Hùng mới nhập lại và hãng cũng đã có chương trình ưu đãi sau dịch, sau giãn cách ở Hà Nội nên là có mức giá rất là tốt. Tuy nhiên thì số lượng hàng thì Hùng cũng nhập được chính xác là hơn 30 đôi thôi. Hiện giờ thì cũng bán được hơn chục đôi từ sáng đến giờ rồi. Đấy thì Hùng nghĩ là cũng chỉ vài hôm là hết hàng thôi. Đây miếng nhựa cố định gót cũng như là giúp tô điểm thêm cho đôi giày. Đôi giày này là bản rút gọn của đôi giày Ginting đang đi. Đôi giày Ginting đang đi là bản cao cấp, bản full. Mọi người nếu mà theo dõi giải cầu lông đồng đội, vô địch đồng đội thế giới Sudirman Cup thì mọi người có thể thấy tay vợt Anthony Ginting cũng đang đi đôi giày bản full của đôi này, trông cũng hơi giống. Đấy. Bản rút gọn thì dĩ nhiên là một số công nghệ giảm chấn cũng như là chất liệu thì nó sẽ không thể tốt bằng bản full được, nhưng bản full thì rất là đắt tiền. Với bản thân Hùng thì Hùng cũng chỉ đi đến giày tầm này thôi. Giày cao cấp thì chỉ gọi là đi trải nghiệm cho biết thôi, chứ thực ra thì về độ bền thì nếu mà bền thì nó cũng chỉ bền hơn một chút thôi mọi người ạ. Đấy. Như đôi giày này nó đã rất là ngon rồi. Anh em nào có điều kiện thì mới mua bản cao cấp thôi. Đấy. Giày rất là ngon. Chỉ 950.000 và thậm chí miễn ship cộng quà tặng nhá. Mọi người nhanh tay liên hệ Hùng. Đó. Tiếp theo thì Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người mẫu giày nữ. À đúng rồi, bây giờ Hùng cam kết một chút. Đó là cam kết hàng chính hãng 100% và bảo hành 1 tháng cho mọi người. Và khách hàng nhận hàng có thể bóc hàng ra kiểm tra trước khi thanh toán. Mọi người hoàn toàn yên tâm nhá. Đó. À đúng rồi, ở chân bên trái của giày nó sẽ có một cái mã check code với mã số màu như này. Mọi người có thể check code kiểm tra chính hãng trực tiếp trên trang chủ của hãng Li-Ning. Nếu mọi người không biết cách check thì có thể nhắn tin Hùng, Hùng gửi video hướng dẫn nhá. Anh em hoàn toàn yên tâm. Thậm chí là anh em có thể hỏi Hùng trước cách check code và khi nào mà Hùng gửi giày về. Mọi người có thể làm theo cách của Hùng hướng dẫn để mọi người check code xem chính hãng hay không, mọi người mới nhận hàng cũng được nhá. Đấy, nếu mà anh em nào lần đầu tiên mua hàng bên Hùng và sợ thì có thể làm như vậy. Tiếp theo là mẫu giày nữ. Mẫu giày nữ thì cũng là mẫu giày như thế, nhưng mẫu nữ thì giá khuyến mãi còn tốt hơn. Mẫu nữ thì màu nó sẽ nhạt hơn một chút nhá. Tất cả công nghệ và mọi đặc điểm thì nó đều giống như đôi của nam vừa rồi. Đấy. Mẫu nữ thì màu nó nhạt hơn một chút. Đấy. Đấy. Dòng đế này thì đi dòng đế bền, đi khá là nhẹ và êm. Rất là đẹp nhá, khách nào nhận hàng cũng ưng hết đâu mọi người. Đó. Thì đôi giày nữ thì giá gốc nó cũng như nhau thôi. Nhưng mà đôi giày nữ giảm, giày nữ luôn có giá tốt hơn. Nó giảm còn 880 và miễn ship cũng tặng kèm hai cuốn cán và một móc khóa lưu niệm nha mọi người. Đó. Đây. Vẫn bảo hành 1 tháng nha mọi người. Ngoài ra thì giày nữ thì Hùng cũng tiện là có một đôi giày AITQ022, giá gốc cũng là 1750 và nó hiện tại thì bên Hùng chỉ còn duy nhất một đôi size 37. Đây một mẫu giày trông khá là baby, màu cũng cực kỳ độc. Mẫu giày thuộc dòng đế Li-Ning Saga. Dòng đế này cũng rất là êm, cũng có đầy đủ công nghệ đế cao su chống mài mòn cũng như công nghệ Pro Balock giúp ổn định mặt đế. Chất liệu thì cũng được làm bằng vải dệt và kết hợp với da ép ở đây để tăng độ bền, gia cố. Đây. Đấy, đôi giày này màu thì rất là đẹp, rất là baby, Hùng đấy màu rất là baby và nữ tính. Đấy đôi này chỉ còn duy nhất size 37 thôi, giá khuyến mãi cũng giá khuyến mãi rẻ hơn đôi kia một chút, giá đôi này giảm còn 850.
và ưu đãi miễn ship cho mọi người nha, cũng tặng quà tương tự, do lẻ size 37 nên Hùng mới bán rẻ như thế thôi. Đấy, AITQ 020 20 mấy nhỉ? AITQ 022 nha mọi người. Duy nhất size 37 thôi. Đôi giày này thì form của nó ôm hơn đôi vừa rồi. Đấy. Này đi ôm chân và gọn chân, lên dáng rất là đẹp. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video đến đây ạ. Nếu mà mọi người có bất cứ thắc mắc gì có thể nhắn tin để Hùng có thể giải đáp. Và anh em hãy nhanh chóng nhắn tin đặt hàng nhé. Bởi vì hàng không có nhiều. Hùng xin nhắc lại là hàng không có nhiều và có thể hết trong nay mai. Đấy. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại tại những chương trình giảm giá tiếp theo ạ.